Và người dân dường như đã quan tâm nhiều hơn đến các câu chuyện liên quan đến sức khỏe và dịch tễ. Và thời gian vừa qua thì lại có một cái tên mới cũng xuất hiện và cũng khiến cho nhiều người hoang mang lo lắng. Đó chính là đậu mùa khỉ. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Nhưng căn cứ vào các yêu cầu của Sở Y tế và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn cần phải khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp để chống dịch bệnh này. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố triển khai giám sát người nhập cảnh qua đường hàng không, hàng hải để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ bằng cách giám sát thân nhiệt, các triệu chứng phát ban có bóng nước cấp tính của tất cả các trường hợp nhập cảnh. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, kiểm dịch viên y tế sẽ thăm khám, khai thác thông tin, lập phiếu điều tra dịch tễ, hướng dẫn người nhập cảnh đến bệnh viện bệnh nhiệt đới hoặc các bệnh viện đa khoa có khu cách ly để được kiểm tra và theo dõi. Đặc biệt, du khách đến các quốc gia có bệnh đậu mùa khỉ trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng cũng được xem là nguy cơ có thể mắc bệnh.